Tin nóng 24 giờ sau khi Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc đã sử dụng thiết bị bay không nề lái đưa vào lãnh thổ nước này Bình Nhưỡng ngay lập tức đã đưa ra những phản ứng cứng rắn, tuyên bố sẽ pháo kích quy mô lớn tám lữ, đoàn pháo binh bố trí tại các khu vực biên giới sẵn sàng khai hóa nếu quân đội Triều Tiên bắn hạ bóng bay hoặc máy bay không người lái đạn, pháo của họ có thể rơi vào lãnh thổ Hàn Quốc trong trường hợp đó Hàn Quốc sẽ phải đáp trả điều này có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện Bình Nhưỡng cũng cho phá hủy tuyến đường sắt và đường bộ gu ngươi và đông hê tuyến đường được, coi là biểu tượng cho tiến trình hòa, giải giữa hai miền hành động này được, xem là quyết tâm cắt đứt quan hệ xong. Phương từ phía Triều Tiên lo lắng nhất là người dân sống gần biên giới những, người giải truyền đơn vào Triều Tiên có, thể rời đi khi xong việc nhưng chúng tôi là những người phải chịu hậu quả người. Dân ở đây không muốn những hành động như, vậy làm gia tăng căng thẳng nguy cơ sung, đột toàn diện là có thể xảy ra chủ tịch, chiều cảnh báo binh NSNG có thể sử dụng vũ khí. Hạn nhân trong cuộc xung đột tiềm tàng với hàn quốc và mỹ cộng đồng kêu gọi các bên kiềm chế hướng tới giải thoát chính trị để duy trì hòa bình trên đảo triều